Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hồ Sơ Mật. Thưa quý vị, trong hoạt động tình báo, không thua kém phái mạnh, có rất nhiều bóng hồng đã cống hiến cả cuộc đời cho công việc, cung cấp những thông tin tình báo hữu ích để các cấp lãnh đạo có thể đưa ra những chiến lược thích hợp cho cuộc chiến. Song bên cạnh những chiến tích, cuộc đời của họ cũng phải đối mặt với rất nhiều sóng gió, không khác với một bộ phim mà những tình tiết cực kỳ hấp dẫn. Một trong số họ chính là công chúa Ấn Độ Noor Ianat Khan, người mà chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu trong chương trình Hồ Sơ Mật ngày hôm nay. Trong những giờ phút đầu tiên của ngày 17 tháng 7 năm 1943, một chiếc máy bay của Không quân Hoàng gia Anh bí mật hạ cánh xuống lãnh thổ Pháp. Đất nước đang bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng. Trên máy bay có một cô gái xuất thân trong gia đình Ấn Độ quyền quý. Cô là một điệp viên của nước Anh. Cô gái trẻ trung xinh đẹp ấy có mật danh là Madeleine. Cô được giao thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất và nguy hiểm nhất ở Pháp, là sử dụng vô tuyến điện để kết nối Paris và London. Trong một thành phố bị quân Đức Quốc xã kiểm soát, tính mạng của cô luôn bị đe dọa. Madeleine chính là điệp viên Noor Ianat Khan. Trong quá trình đào tạo, người huấn luyện nhận xét về bà như sau: vụng về, dễ bối rối, sợ vũ khí. Thế nhưng, sự can đảm đương đầu với hiểm nguy đã giúp bà nhận được huân chương Anh Dũng Bội Tinh, một trong ba giải thưởng được trao cho những người phụ nữ có công trong Thế chiến thứ hai. Chương trình hôm nay sẽ kể lại câu chuyện đầy nguy hiểm và có phần bi thảm của nữ anh hùng bị lãng quên, được mệnh danh là công chúa điệp viên. Noor Ianat Khan, công chúa gián điệp. Trong điều kiện bị giam cầm, Noor phản đối những kẻ bắt mình và không tiết lộ điều gì khi bị thẩm vấn. Trong một diễn văn tuyên thệ nhậm chức, Hans Kiefer, đứng đầu mật vụ Đức Quốc xã, nói rằng sau khi bị bắt giữ, Madeleine đã chứng tỏ lòng can đảm của mình và chúng tôi không lấy được bất kỳ thông tin gì từ cô ta. Tôi chắc chắn cô ta cũng đã nói dối chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể tin vào bất kỳ điều gì cô ta nói. Noor nỗ lực trốn thoát lần thứ hai qua đường mái nhà số 84 đại lộ Foch. Kiefer lại bắt được bà. Cuối tháng 11 năm 1943, sau khi dọa bắn, ông ta ra lệnh tiêu diệt bà. 6 tháng sau, cuộc tác chiến đặc biệt mới biết Madeleine đã bị bắt. Noor đã hoàn toàn biến mất. Gia đình bà không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với bà. Tháng 5 năm 1945, nước Anh ăn mừng Thế chiến thứ hai chấm dứt. Số phận của Noor và 11 điệp viên mất tích khác dần bị lãng quên. Không một ai ở London quan tâm đến những gì đã xảy ra với họ. Họ mất tích và xem như đã chết. Các quan chức chỉ quan tâm đến thế, ngoại trừ Vera. Vera Atkins là trợ lý của Buckmaster ban Pháp, chịu trách nhiệm về các nữ điệp viên mà cục tác chiến đặc biệt cử sang Pháp. Điều đó khiến bà có nhiệm vụ phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Noor và những điệp viên khác. Điều tra ban đầu của bà cho thấy có 4 phụ nữ bị giải đi từ đại lộ Foch bằng tàu hỏa đến một nhà tù Đức tại thị trấn Karlsruhe. Tại thị trấn Karlsruhe, liệu Noor có thể là một trong số họ không? Sau đó, Vera lần theo con đường từ nhà tù Karlsruhe, nơi giam giữ những người phụ nữ này, để tìm hiểu xem họ sẽ bị giải đi đâu. Và bà cho rằng họ được đưa tới một trại tập trung có tên là Nassweiler. Trong 4 phụ nữ được đưa đến Nassweiler, có 3 người trong số họ dễ dàng xác định danh tính. Diana Roden đã bay sang Pháp cùng chuyến với Noor. Người thứ hai là nhân viên chuyển phát của cục tác chiến đặc biệt có tên là Andre Borrell. Còn người thứ ba là Vera Lee. Mô tả về người phụ nữ thứ tư khá trùng khớp với Noor. Nhân chứng lúc bấy giờ đã báo cáo rằng vào ngày 6 tháng 7 năm 1944,
Những người phụ nữ bị bắt đó đã bị tiêm thuốc độc gây chết người. Vài người trong số họ vẫn còn sống và bị ném vào lò thiêu trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Vera kết luận rằng Nu là một trong bốn người đã chết trong trại tập trung Nassweiler. Đó cũng là kết luận của các cuộc điều tra đặc biệt được tiến hành vào mùa hè năm 1946. Nhưng 6 tháng sau, em trai của Nu là Veliat nhận được một lá thư chứng minh chị gái mình không qua đời ở Nassweiler. Người viết bức thư này đã bị giam ở Pforzheim, nước Đức. Và ở căn phòng giam kế bên, một nữ điệp viên người Anh đã chuyển được cho bà một bức thư nhỏ. Người đó tự xưng là Nora Baker, đến từ số 4 đường Tavington ở London. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Nu. Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là bằng chứng cho thấy Nu đã bị tra tấn dã man. Tay chân cô ấy bị xích lại. Tôi có thể nghe thấy âm thanh họ tra tấn cô ấy. Cô ấy phải chịu đau đớn rất nhiều. Chú Veliat và bác Nu rất thân thiết với nhau. Vì thế, khi biết bà bị giam giữ tại Pforzheim, ông đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu các thông tin về bà trong thời gian bị giam giữ, rồi bà bị đối xử ra sao ở đó. Nếu bà bị tra tấn, ông muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ. Ông muốn biết sự thật. Các hồ sơ tù nhân ở Pforzheim vẫn còn. Và bằng chứng hiển nhiên trong các tài liệu đó cho thấy Nu đang nói dối kẻ thù. Có một điều thú vị là thông tin về Nora Baker được đánh dấu rất rõ ở đây. 27 tháng 11 năm 1920 là ngày sinh của một sinh viên. Thông tin này sai. Sinh tại London. Rõ ràng bà đã cố gắng đánh lạc hướng sở mật vụ Đức. Nhưng có một chi tiết cuối cùng trong hồ sơ tù nhân của Nu đã dẫn đến sự thật xảy đến với bà. Đó là ngày bà rời Pforzheim, ngày 11 tháng 9 năm 1944. Vera Atkins đã đặt lại hồ sơ của Nu và biết rằng vào ngày 12 tháng 9 năm 1944, sau khi Nu rời khỏi Pforzheim, bốn nữ điệp viên đã bị tử hình ở trại tập trung Dachau. Có khả năng Nu là một trong số họ. Dachau, một cái tên gắn liền với tội ác của Đức Quốc xã. Đó luôn là nơi mà tôi muốn né tránh. Tôi không muốn phải đối mặt với nó, với sự thật tàn khốc và cái chết của bác Nu. Có lẽ vì tôi lớn lên trong sự hiện diện của bà. Đương nhiên, không phải tôi gặp bà thực sự, nhưng bà luôn có mặt trong những cuộc trò chuyện của gia đình. Vì thế, phải mất một thời gian dài, tôi mới chấp nhận được chuyện này, chấp nhận về cái chết của bà ở Dachau. Sở mật vụ Đức Quốc xã cố tình giữ thông tin về những điệp viên của cuộc tác chiến đặc biệt bị giết ở Dachau. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, lời khai của các cựu tù nhân đã tiết lộ về số phận của họ. Có hai điều họ nhắc đến, đó là có vài phụ nữ Anh và Pháp bị đưa đến trại tập trung. Ông ấy nhớ chính xác có ba phụ nữ Pháp và một phụ nữ Anh. Tôi nhìn thấy họ bị đưa đi về phía nhà hỏa táng và nghe tiếng súng nổ, nhưng tôi không nhìn thấy thi thể của họ. Người phụ nữ Anh đó chính là Nu. Phía sau lò thiêu của Dachau là một khu rừng hoang vắng. Đây chính là nơi bốn người phụ nữ bị xử tử. Hồ sơ cho thấy bốn người phụ nữ bị đưa ra sân. Họ nắm tay nhau, rồi họ bị bắn vào cổ. Có một chút an ủi trong câu chuyện này là họ có thể nắm tay nhau. Họ bị bắn rất nhanh và chết ngay sau đó. Trên thực tế, các bức thư gửi đến người thân của họ đã kể lại như vậy.
Nhưng vẫn còn một điều cần lưu ý trong câu chuyện về Nu. 14 năm sau khi bà bị bắn, một bức thư đã tiết lộ lời chứng thực của một nhân chứng. Người đó đã chứng kiến chuyện gì thực sự xảy ra trong những phút cuối cùng của Nu tại Dachau với những chi tiết mang tính bạo lực. Bức thư có kể Nu được đưa đến trại ra sao, dù bà bị chọn bắn, có thể do làn da ngăm đen khiến bà trở nên đặc biệt, nhưng cũng có thể vì bà có tiếng là một tù nhân nguy hiểm khi dám từ chối hợp tác với Đức Quốc xã. Nu đã bị mật vụ Đức Quốc xã hành hạ dã man. Cô ấy bị Rappet đánh đập toàn thân nhưng không hề khóc than hay nói một lời. Khi Rappet thấm mệt, còn cô thì bê bết máu, ông ta dọa sẽ bắn cô. Trước khi Rappet bắn, câu cuối cùng mà Nu nói chính là tự do. Bà ấy bị đánh đến chết, thật thương tâm. Cruel, grotesque way by sadists. Đây là đòn tra tấn dã man của Đức Quốc xã. Đây là lần đầu tiên David nhìn thấy ảnh của người đàn ông đã sát hại người bác của mình. Đó là Frederick Wilhelm Rappet. Ông ta bị xử tử vào tháng 5 năm 1946 tại Nest Breckenridge. Ngày hôm qua, tôi còn không biết mình sẽ nhìn thấy tấm hình của người đã giết hại bác của mình. Ông ta có bộ mặt rất lạnh lùng. Chúng tôi biết bác Nu đã trải qua những điều khủng khiếp trước khi bị sát hại ở đây. Nhưng tôi không thể bày tỏ cảm giác của mình như thế nào khi nhìn thấy con người đã thực hiện tội ác đó. Bác tôi đã hy sinh dưới bàn tay của con người này. Nhưng bà hy sinh với một niềm tin rằng mình đã làm đúng. Bà tin vào vai trò nhỏ bé của mình, rằng việc bà làm sẽ đóng góp vào công cuộc giải phóng rất nhiều người dân bị áp bức. Với sự dũng cảm khi bí mật làm việc tại nước Pháp đang bị Đức chiếm đóng, Nunay Atkan đã được trao tặng giải thưởng dành cho những người phụ nữ có công trong Thế chiến thứ hai. One of only three awarded to women in World War II. One of the final letters that Nu sent from France was to her sister Claire. How I miss you. Chị nhớ em vô cùng. Thật vui mừng biết bao ngày chị em mình gặp lại. How I miss you. Chị nhớ em vô cùng. Thật vui mừng biết bao ngày chị em mình gặp lại. Dù đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới, gặp bất kỳ ai, thì gia đình vẫn là không thể thay thế. Chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau. Em của chị khiến chị cười nhiều hơn bất kỳ ai. Chị thường nhớ về buổi tối vội vã cuối cùng của chị em mình. Em là một cô gái thông minh. Chúng ta sẽ sớm đoàn tụ. Chị em mình có rất nhiều điều muốn kể cho nhau nghe. Mẹ tôi gần như không thể chấp nhận sự thật rằng chị mình đã qua đời. Sự thật những giây phút cuối đời của Nu lại khiến bà càng không thể chấp nhận được. Tôi không cho rằng mẹ tôi sẽ nhìn thấy nơi này. Tôi nghĩ bà sẽ không chịu đựng nổi khi phải đối mặt với sự thật phũ phàng về những gì đã xảy ra tại đây vào năm 1944. Claire còn lại với những kỷ niệm, những bức thư mà Nu đã viết, những bản nhạc mà họ cùng chơi và những bức ảnh về người chị của bà, một trong những anh hùng trong Thế chiến thứ hai bị lãng quên. Nor và em trai là Vilayat Khan chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi học thuyết hòa bình của cha, chủ kiến bất bạo động, không dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Nor và em trai lại quyết định hành động một cách ngược lại, tham gia quân đội Anh để tiêu diệt phát xít. Và khi chiến tranh kết thúc, phải mất đến 7 năm, người ta mới xác minh được đầy đủ về những nhục hình mà Nor phải chịu đựng và sự can đảm của bà. Dù bị tra tấn dã man, vẫn không khai ra những bí mật tình báo mà mình nắm giữ. Bà được chính phủ Anh truy tặng huân chương George's Cross, huân chương cao quý nhất dành cho kỵ binh không ra mặt trận. Và người ta sẽ còn phải nhớ mãi hình ảnh của bà khi đến phút lâm chung vẫn còn hô vang khẩu hiệu Liberté, tức là tự do.
Chương trình Hồ sơ mật ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.